Hãy chào các em. Trong tiết khoa học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu bài Sự sinh sản của thực vật có hoa, sách giáo khoa trang 106. Trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu quá trình sinh sản của thực vật có hoa qua các câu hỏi sau. Thế nào là sự thụ phấn? Thế nào là sự thụ tinh? Sự hình thành hạt và quả của thực vật có hoa diễn ra như thế nào? Để trả lời các câu hỏi trên, các em đọc thông tin trong sách giáo khoa trang 106, tìm hiểu về sự thụ phấn, sự thụ tinh, sự hình thành quả và hạt. Sau đó ghi vào phiếu mà thầy cô yêu cầu các em chuẩn bị ở tiết trước. Các em nhìn vào hình và thực hiện. Sau đây là quá trình sinh sản của thực vật có hoa. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhụy gọi là sự thụ phấn. Sau khi thụ phấn, từ hạt phấn mọc ra ống phấn đâm qua đầu nhụy, mọc dài ra đến nõn. Tại nõn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tạo thành hợp tử, hiện tượng đó được gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phát triển thành phôi, nõn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt. Để giúp các em nắm rõ hơn các thông tin trên, chúng ta sang bài tập. Chọn câu trả lời đúng cho 5 câu hỏi sau. Câu 1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhụy gọi là. Sự thụ phấn. Câu 2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái của nõn gọi là. Sự thụ tinh. Câu 3. Hợp tử phát triển thành. Phôi. Câu 4. Nõn phát triển thành. Hạt. Câu 5. Bầu nhụy phát triển thành. Quả. Và trò chơi ghép các tấm phiếu có nội dung dưới đây vào hình cho phù hợp. Hạt phấn, vòi nhụy, ống phấn, bầu nhụy, nõn, bao phấn, đầu nhụy. Trong quá trình sinh sản của thực vật có hoa, sự thụ phấn là hiện tượng đầu tiên. Vậy hoa được thụ phấn nhờ đâu? Các em xem các hình ảnh sau và cho biết.
Hoa thụ phấn nhờ côn trùng và nhờ gió. Quan sát các tranh 3 đến tranh 5, trang 107 sách giáo khoa và cho biết hoa nào thụ phấn nhờ côn trùng, hoa nào thụ phấn nhờ gió. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng là hoa táo, hoa răm bụt. Hoa thụ phấn nhờ gió là hoa bông lau. Ngoài một số hoa trên, các em hãy kể tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà em biết. Sau đây thầy có một số hình gợi ý. Hoa thụ phấn nhờ côn trùng là hoa mướp, hoa hồng, hoa hướng dương, hoa phượng, hoa dông riềng, hoa atiso. Hoa thụ phấn nhờ gió là hoa cỏ mây, hoa ngô, hoa lúa. Các em có nhận xét gì về màu sắc hoặc hương thơm của hoa thụ phấn nhờ côn trùng và hoa thụ phấn nhờ gió? Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Các em xem lại nội dung trong sách giáo khoa. Thầy chào các em.